Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Trên mặt bàn của mình thì đang là con Sony Xperia XZ3. Nó đã ra mắt được một khoảng thời gian rồi, nó không phải là một cái máy gì đó mới mẻ gì nữa cả. Thế nhưng bây giờ thì mình mới có cơ hội để mình trên tay cái máy này. Và mình thấy thực sự là có đôi chút sự thất vọng nhẹ với Sony. Khi đây là chiếc điện thoại theo như mình nhớ là đầu tiên sử dụng cái tấm nền OLED thuộc dòng XZ của nhà Sony, sau đó bây giờ chuyển sang đấy là Xperia 1 ấy, Xperia 1 Mark 2 các thứ ấy. Thì đây là Sony Xperia XZ3, màn hình cong OLED cải tiến của Sony Xperia XZ2. Nhưng có một chút gì đó mình thấy không thực sự là quá ngon. Nhưng mà không sao. Mức giá của nó bây giờ thị trường Việt Nam như ClickBuy chi nhánh Hồ Chí Minh đang bán là 6.390.000, tức là vào khoảng tầm 6.4 triệu thôi. Thì mình thấy nó vẫn chấp nhận được, bởi vì cái trải nghiệm và cái cấu hình mà nó mang lại vẫn khá là tốt. Nó có Snapdragon 845, camera ngon và màn hình sử dụng cái tấm nền BOLED. Thế thì hãy xem nó có cái gì nhé. Bắt đầu. Thì đây sẽ chỉ là một cái video chia sẻ và nói sơ qua một chút về cái cảm nhận nhanh của mình về cái điện thoại này mà thôi. Chứ mình thấy thực sự thì không biết là đánh giá cái gì nhiều về cái điện thoại này. Nhưng mà cơ bản thì nó vẫn sẽ có một vài những cái đặc trưng của Sony. Ví dụ như cái khả năng hoàn thiện của nó rất là cao cấp. Nhìn cứng cáp chắc chắn, khung viền bằng kim loại, mặt lưng kính, nhìn đồng bộ rất đẹp. Hay là thậm chí cái phiên bản mình đang có ở đây, phiên bản màu tím này. Này quay lên thì chắc là hơi khó đấy, nhưng mà sẽ cố gắng quay lên làm sao cho thật đẹp để các bạn có thể thấy được cái màu sắc của chiếc điện thoại này. Và nó cũng có cái kiểu thiết kế mặt lưng tựa như con Sony Xperia XZ2 á, cong cong, bầu tròn tròn, nhìn có một chút gì đấy kiểu mỏng manh, gọn gàng hơn, cầm trên tay cũng sướng hơn. Thế nhưng cái điểm nhấn của cái điện thoại này nó đến từ cái màn hình OLED, cụ thể hơn nó là PoLED, và nó có cái màn hình cong, thế nên mình sẽ muốn nói nhiều hơn về cái này. Ok, màn hình là thứ cực kỳ quan trọng trên một cái smartphone. Và đây là chiếc điện thoại đầu tiên sử dụng cái màn hình OLED của nhà Sony. Và mình thấy không đẹp. Đó. Mình nhận định luôn đấy là màn hình con này không đẹp. Mình có một cảm giác gì đấy nó không trong được giống như là những con sử dụng IPS trước đây, như là Sony Xperia XZ2 hay là XZ Premium các thứ. Màn hình 4K cho con Premium là nó quá xuất sắc luôn. Chỉ có điều là màu đen nó không thực sự quá ấn tượng thôi. Con này thì màu đen nó rất là ngon tại vì nó là OLED. Nhưng cái màn hình mình có một cảm giác gì đấy nó không được quá trong. Nó hơi đục đục nhẹ và nó có một cái chút gì đấy nó kiểu, dùng cái từ gì ta, nó không sướng mắt lắm ấy. Đấy, độ sáng tối đa thì mình đánh giá nó ở mức cũng khá, sử dụng ngoài trời thì ok. Thế nhưng mà kiểu nhìn quen những cái màn hình quá trong như là Sony Xperia 1 này, hay là những thiết bị trước đây sử dụng cái tấm nền IPS độ sáng rất là cao của Sony, thì con này nó không đã bằng. Nhưng mà vẫn phải công nhận một điều, đấy là màu sắc thì nó rực rỡ, nịnh mắt, nhìn thích, xem video các thứ thì rất là ngon. Và cái màn hình này theo tỷ lệ là 18:9 ấy. Thế nên là xem những cái video review của mình thì phải gọi là hết sảy con bạ bảy luôn, thích thực sự. Đó. Hay là cái phần màn hình của chúng ta cũng không hề bị khuyết một chút xíu nào. Thế nên nhìn nó ưng mắt, thuận. Nhưng mà các bạn nhìn mặt trước này. Uầy, viền trên và viền dưới. Ôi nó dày vãi đạn luôn. Chán thực sự. Hay bên dưới chúng ta còn chứa cái logo Sony thì vẫn biết là như thế thôi, nhưng bên trên chỉ chứa có cái loa thoại thôi, mà nó làm dày hay là dày, cái camera selfie nữa nó cũng to ơi là to. Thế nên là nhìn mặt trước nói chung là không đẹp, thực sự là nó không đẹp. Nếu mà mình để ngoài màn hình chính như này để nền đen á, thì nhìn nó kiểu vô cực, rất là thích. Nhưng mà khi đi vào những khu vực có nền trắng lên một tí nó lộ rõ ra, nhìn chán mắt thực sự. Nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Tại mình biết là thiết kế từ trước giờ thì Sony chỉ đẹp thôi, chứ còn nhìn ấy kiểu sexy, mỏng manh thì chưa bao giờ nó là cái điểm nhấn của Sony cả. Nên anh em hãy chấp nhận cái vấn đề này nhá. Nói về cấu hình thì sao? Nó sử dụng Snapdragon 845. Cái phiên bản này thì sẽ có 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, tức là nó tương đương hoàn toàn với cả con Sony Xperia XZ2. Cái hay của Sony đó là với giao diện phần mềm gần như là cái Android thuần gốc, thay đổi một chút về mặt giao diện, cài thêm một vài tính năng phụ thêm thôi, thì nó vẫn giữ lại cho các bạn một cái độ mượt cực kỳ ấn tượng. Máy rất nhanh, rất mượt sử dụng thì không có điều gì phàn nàn. Và nó cũng đã có cái phiên bản Android 10 rồi ấy, thế nên các bạn cũng có thể sử dụng thoải mái trên cái điện thoại này luôn. Thế nên là cái vấn đề hiệu năng nó không phải là vấn đề để mà đáng nhắc đến quá nhiều. Ở trong tầm giá khoảng 6 triệu hơn như vậy thì mình nghĩ là vẫn chấp nhận được cái chi tiết này. Quan trọng là nó nhanh, nó mượt, và kể cả các bạn có muốn chơi game thì nó vẫn đáp ứng được rất tốt trên cái điện thoại này. Có chăng là cái nhiệt độ của nó thì không thực sự là được tốt lắm thôi. Đặc trưng của Sony từ trước giờ thì máy nó phải gọi là nóng lên cực kỳ nhanh rồi, nên đây cũng không phải là vấn đề mà nói đến quá nhiều. Ok,
quay sang thì cái camera thì nó cũng tương tự như là con Sony Xperia XZ2, khi mà nó sử dụng một ống kính duy nhất 19 chấm, nó gọi là cái gì nhỉ, Motion Eye đó. Kích thước cảm biến thì nó là 1/2.3 inch, và đương nhiên ở cái camera này thì nó cũng tương tự hoàn toàn với con Xperia XZ2 thôi. Để mua một vài tấm hình lên đây thì các bạn có thể thấy là màu sắc và chi tiết nó khá ổn, nhưng khi mà chúng ta chụp cho những môi trường thiếu sáng thì nó không thực sự quá ngon đâu, các bạn lưu ý vấn đề này. Rồi, đến một vài những cái điểm trừ tiếp theo, nó đến từ cái khoảng mặt lưng này các bạn ạ. Cái thiết kế kiểu như vậy của Sony thì nhìn nó đặc trưng thật sự đấy, nhìn vào là biết đấy là mặt lưng của Sony, nhưng mà khi cầm để mà mình sử dụng thì kiểu gì đi chăng nữa, ngón trỏ của mình vẫn luôn luôn đặt vào vị trí của cái camera này, và mình vẫn luôn tưởng nó là cái cảm biến vân tay, nhưng nó là camera các bạn ạ. Thế nên là nó bị bẩn đi rất là nhiều, và cứ mỗi lần chụp hình là mình phải nhớ xem là mình lau camera các thứ. Rồi cái ngón của mình kéo xuống dưới này để mở khóa máy thì nó cong cong, cái thao tác tay nên rất là khó chịu. Và nói chung là cái trải nghiệm sử dụng cái cầm nắm nó không thực sự quá ngon, và các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý cái vấn đề này. Pin của máy có dung lượng là 3300 mAh và có sạc nhanh 18W, đương nhiên nó sẽ là chuẩn power delivery rồi, nên là ok, cũng vui. Nó cũng sẽ có sạc không dây, đặc trưng của những sản phẩm của Sony là có sạc không dây từ rất lâu rồi nên sản phẩm này cũng tương tự. Máy cũng sẽ có tiêu chuẩn IP68, nhưng mà đây là máy cũ line new nên các bạn cũng đừng dại mà ngâm nước chết thì lại bảo là tại gì đó nhá. Ok, thế nên tổng kết lại với con Sony Xperia XZ3 này thì như các bạn có thể thấy, thiết kế nó chuẩn của Sony. Màn hình của nó sử dụng tấm nền PioLED đầu tiên, màu đen rất sâu, rực rỡ định mắt, nhưng nó không quá đẹp mà không quá xuất sắc giống như những màn hình trước đây của Sony. Rồi chúng ta có camera cũng bình thường đủ dùng, một cái hiệu năng xét trên thông số RAM chỉ là 4GB cũng bình thường, thế nhưng mà dùng nó rất nhanh, rất mượt, và Android mới thì được cập nhật liên tục. Thế thì quay trở lại ở cái mức giá tầm khoảng 6,4 triệu như thế thì nó có xứng đáng hay là không? Thì như bản thân mình, nếu như xét ở hàng sách tay thì thấy nó cũng vui. Tuy nhiên thì cũng có khá nhiều những sự lựa chọn khác có thể nói là vui vẻ hơn chiếc điện thoại này, đến từ những thương hiệu của Trung Quốc. Thế thì các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này, về con Sony Xperia XZ3 này, có mua nó hay là không? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Và vừa nãy là mình còn chưa nói đến cái vụ màn hình cong của con điện thoại này. Nó sẽ tạo cho các bạn một cái cảm giác cầm máy trên tay nó rất là mỏng. Thế nhưng mỏng nó kéo theo một thứ khác, đây là nó rất là mỏng manh, yếu đuối. Này là tốt nhất là ốp lưng vào nha, khó tìm phụ kiện hơn nữa chứ. Rồi, và các bạn nghĩ sao về Sony Xperia XZ3? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Đừng quên là mức giá 6.390.000 để mình tham khảo tại ClickBuy chi nhánh Hồ Chí Minh. Link sẽ ở phía bên dưới và mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.